Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, thật đau xót khi hôm qua ngày 13 tháng 4 năm 2023, theo Đài Chân Lý Á Châu có đưa một tin tức vô cùng thương tâm, hơn 50 linh mục bị giết tại Mexico. Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho linh hồn các cha bị giết sớm được về bên Chúa và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt những nơi các cha truyền giáo đang bị đe dọa bách hại. Từ năm 2016 đến nay, có hơn 50 linh mục tại Mexico bị các băng đảng ma túy giết chết hoặc vì đã phê bình họ hoặc bị kẻ giữa các vụ đụng độ giữa các băng đảng với nhau. Vì vậy, có người đã đặt câu hỏi, phải chăng Mexico chọn con đường ơn gọi linh mục là quyết định có rất nhiều rủi ro tại nước này hoặc tại nơi khác? Ký giả Will Grant, phóng viên của đài BBB Anh Quốc tại Mexico, đã đăng một bài ngày 8 tháng 4 vừa qua về nạn giết hại giáo sĩ tại nước này. Ông kể lại trường hợp của cha Pantaleon, 28 tuổi, sau khi cử hành thánh lễ mở tay trong một nhà thờ đông chật người ở thành phố Carmen, miền Tây Mexico, có nhiều linh mục bị giết và là nơi liên tục xảy ra những cuộc đụng độ giữa hai băng đảng ma túy. Cảnh sát địa phương ít khi chống lại các tội ác này và chỉ ra tay hành động đối với những vụ đặc biệt quan trọng. Cha Pantaleon kể, đối với tôi, làm linh mục tại vùng đất nóng này có nghĩa là yêu thương. Dân chúng sống tại đây bị thương tổn rất nhiều, họ đau khổ và nếu chúng tôi đáp lại tiếng gọi của Chúa, chúng tôi trở thành dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa đối với họ. Tôi biết một ngày kia, tôi sẽ phải đương đầu, diện đối diện với những kẻ phạm pháp ấy. Nhưng thay vì đụng độ, điều quan trọng hơn là chứng tỏ khuôn mặt thương xót của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa cũng yêu thương họ. Cha Pantaleon cũng kể lại đời sống ở chủng viện thuộc khu ngoại ô thành phố Altamirano. Mỗi ngày, 18 chủng sinh tham dự thánh lễ ban sáng tại nhà nguyện chủng viện. Để tới nhà nguyện, các thầy phải đi qua nghĩa trang các linh mục bị sát hại và để ý thức rằng có những rủi ro nguy hiểm họ có thể gặp phải. Có một biên mộ mang tên cha Benitez, sinh ngày 16 tháng Giêng năm 1970, bị giết ngày 13 tháng 6 năm 2009, lúc mới 39 tuổi. Dân chúng ở đây coi cha là vị tử đạo. Trong năm đó, một cuộc chiến tranh dữ dội xảy ra giữa các băng đảng và còn kéo dài đến nay. Cho đến bây giờ, các băng đảng hành động kín đáo. Cha Hernandez đang đi xe đến dự một cuộc gặp gỡ giới trẻ cùng với hai chủng sinh. Đến một chỗ, xe bị những người võ trang bao vây, họ buộc mỗi người phải ra khỏi xe và bắn chết họ mà không nói một lời nào. Dịp lễ Giáng sinh năm 2014, anh họ của cha Hernandez là cha Gregorio cũng chịu chung số phận. Một nhóm thuộc băng đảng này đột nhập vào phòng của cha ở chủng viện, lấy khăn bịt miệng và mũi cha làm cha nghẹt thở. Có lẽ những kẻ tấn công muốn cho nộp tiền chuộc mạng, nhưng họ tính sai và thi hài của cha sau đó được tìm thấy trong một bụi cây gần chủng viện. Cha Pantaleon nhận định, dường như những biến cố như vậy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người trẻ và ngăn cản họ chọn cuộc sống nguy hiểm này. Nhưng sự việc xảy ra trái ngược, những linh mục bị giết trở thành nguồn cảm hứng, không phải chỉ có người trẻ mà thôi. Một thanh niên là anh Antonio, 19 tuổi, giải thích rằng, đó là những dấu hiệu rõ ràng, dễ hiểu đối với chúng tôi. Cái chết có vẻ là bất công của linh mục, kích thích chúng tôi can đảm hơn. Giám đốc đài chủng viện ở Carmen, cha Antonio Renioso nhấn mạnh rằng, trong chương trình huấn luyện của chúng tôi, điều quan trọng là phát triển nhân đức thận trọng khôn ngoan nơi các linh mục mới. Điểm nhấn là trong tư cách là linh mục, họ phải rao giảng tin mừng và đặc biệt tránh phê bình trên tòa giảng những người lãnh đạo, những tổ chức tội phạm có hàng ngàn cái đầu. Các linh mục của chúng tôi không thể giải quyết vấn đề này, nhưng dựa trên đức tin, họ có thể chống lại tội phạm ấy. Các giám mục Mexico nói rằng, giữa bao nhiêu cái chết chóc và tội ác xảy ra tại đất nước chúng tôi công khai lên án tội ác này và kêu gọi chính quyền mau lẹ điều tra, bảo đảm an ninh cho cộng đoàn và tất cả các linh mục tại nước này. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhìn đến Đức Kitô Con Chúa là vị linh mục thượng phẩm đời đời và vì yêu quý người mà thương xót giữ gìn các linh mục của Chúa. Amen.
Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.